Việt Nam sẵn sàng bảo hộ công dân sau động đất ở Đài Loan. Bộ Ngoại giao cho biết chưa có thông tin về thương vong của người Việt trong động đất ở Đài Loan và cơ quan đang chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại và đầu mối cộng đồng người Việt Nam nắm bắt thông tin. Đến nay chưa có thông tin về thương vong của người Việt trong trận động đất, Bộ Ngoại giao cho biết hôm nay. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản và Philippines sẵn sàng phương án bảo hộ công dân sau khi chính quyền các nước này phát cảnh báo sóng thần. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại những địa bàn liên quan sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, giữ liên lạc chặt chẽ với đầu mối cộng đồng người Việt, sẵn sàng triển khai biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. Trận động đất mạnh 7,4 độ ở Đài Loan hôm nay khiến ít nhất 9 người không qua khỏi và hơn 800 người bị thương và 50 người mất tích, gây hư hại hàng chục tòa nhà. Nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là huyện Hoa Liên, khu vực miền núi Duyên Hải phía đông Đài Loan. Đây là trận động đất mạnh nhất ở hòn đảo trong 25 năm qua, sau trận 7,6 độ khiến 2.400 người không qua khỏi năm 1999. Nhật Bản và Philippines đã phát cảnh báo sóng thần, nhưng sau đó dỡ bỏ khi mối đe dọa qua đi. Đảo Đài Loan nằm dọc theo vành đai lửa Thái Bình Dương, đường đứt gãy địa chấn bao quanh đại dương này, nơi xảy ra hầu hết các trận động đất trên thế giới. Theo Reuters, trong ngày 2 tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm kéo dài khoảng 2 giờ. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ cuộc gặp thượng đỉnh ở California, Mỹ tháng 1 năm 2023. Theo thông tin từ Nhà Trắng, hai bên đã có cuộc thảo luận mang tính xây dựng về các vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu, bao gồm các lĩnh vực hợp tác và bất đồng. Trong cuộc điện đàm, ông Biden nêu ra những quan ngại của Mỹ về các chính sách thương mại của Trung Quốc, cho rằng những điều này gây tổn hại cho người lao động và gia đình Mỹ. Tổng thống Biden nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục hành động cần thiết nhằm ngăn chặn các công nghệ tiên tiến của Mỹ được sử dụng nhằm cản trở an ninh quốc gia. Về phía Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá quan hệ Mỹ-Trung đã có dấu hiệu ổn định trở lại. Tuy nhiên, ông Tập cũng cảnh báo về một số yếu tố có thể ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ song phương đang dần ấm lên. Trong cuộc gặp, ông Tập và ông Biden cũng hoan nghênh những nỗ lực nhằm duy trì các kênh liên lạc mở giữa Mỹ và Trung Quốc. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ và Trung Quốc cũng xác nhận việc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tới Trung Quốc trong vài tuần tới. Cơ quan thống kê Liên bang Đức Destatis cho biết tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế nước này đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm qua. Số liệu của Destatis cho thấy trong tháng 3, tỷ lệ lạm phát của Đức tiếp tục giảm xuống còn 2,2%. Đây là mức lạm phát thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021. Tỷ lệ lạm phát cơ bản không bao gồm giá lương thực và năng lượng dự kiến ở mức 3,3%. Trước đó trong tháng 1 và tháng 2, tỷ lệ lạm phát lần lượt là 2,9% và 2,5%. Các chuyên gia nhận định lạm phát của nền kinh tế Đức đang tiếp tục giảm và có khả năng giảm xuống dưới mức 2% trong mùa hè tới. Do đó, nền kinh tế Đức đang kỳ vọng việc Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB sẽ sớm cắt giảm lãi suất, tạo điều kiện tốt hơn cho hoạt động đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp. Đối với người theo Kitô giáo, lễ Phục sinh được xem là một trong những lễ hội mùa xuân quan trọng nhất. Trong lễ hội này, những quả trứng hay là những con thỏ bằng sô-cô-la là những thứ không thể thiếu. Ngoài ra, trong dịp lễ này, tín đồ Kitô giáo còn được tổ chức nhiều sự kiện vô cùng vui nhộn và độc đáo. Trong đó phải kể đến cuộc thi chạy trong trang phục thỏ bông tại Đức. Người dân ở thủ đô Berlin, Đức đã đánh dấu ngày thứ 2 phục sinh với một cuộc thi chạy vô cùng vui nhộn và ấn tượng. Theo đó, nhiều vận động viên phải chạy trong trang phục thỏ bông cồng kềnh. Đây là một truyền thống từ nhiều năm nay. Tôi đã tham gia chạy từ năm 1998 và tôi cũng đã tham gia cuộc chạy đua thỏ phục sinh ngay từ đầu. Cá nhân tôi rất thích tham gia cuộc thi chạy thú vị này. Peter Betten, một trong những người tham gia cuộc thi chạy trong trang phục thỏ phục sinh cho biết, muốn nhờ cuộc thi này để truyền tải thông điệp về hoàn cảnh khó khăn của người tị nạn và qua đó khuyến khích mọi người quyên góp giày chạy bộ cho những người tị nạn. Cuộc thi chạy này đối với tôi mà nói rất quan trọng. Tôi muốn thông qua cuộc thi chạy này để kêu gọi mọi người quyên góp giày chạy bộ cho người tị nạn. Tôi đã tham gia vào nhóm thiện nguyện quyên góp giày trong suốt năm rưỡi qua. Nhóm của chúng tôi mong muốn mọi người giúp một chút gì đó cho những người tị nạn bằng việc quyên góp những đôi giày mà họ không còn sử dụng nữa.
Lễ Phục sinh là một trong những dịp lễ lớn nhất trong năm tại Đức, trong đó không thể thiếu các hoạt động như đốt lửa, diễu hành hay nhặt trứng. Thưa quý vị, tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông tiếp tục chứng kiến bước leo thang đáng lo ngại sau cuộc không kích do quân đội Israel tiến hành vào tòa lãnh sự của Đại sứ quán Iran tại thủ đô Damascus của Syria vào tối ngày 1 tháng 4 khiến nhiều người thương vong. Trong các phản ứng ngay tức thì sau cuộc không kích, giới chức Iran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ hành động thù địch của Israel. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian nêu rõ, cuộc không kích của Israel vào cơ quan lãnh sự Iran là hành vi tội ác và là sự xâm phạm trắng trợn các quy định và công ước quốc tế. Cùng với cáo buộc Israel phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hậu quả của hành động gây hấn, Ngoại trưởng Iran kêu gọi cộng đồng quốc tế lập tức có sự phản ứng nghiêm khắc với Tel Aviv. Trong khi đó, phát biểu với báo giới tại thủ đô Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định nước này có quyền tiến hành các biện pháp đáp trả thích đáng với cuộc không kích của Israel. Đặc biệt, đại sứ Iran tại Syria cảnh báo đòn giáng trả của Tehran sẽ là rất khốc liệt. Israel biết rõ rằng những hành động như vậy sẽ không thể được dung thứ và sẽ nhận được sự trừng phạt. Trước đó, truyền thông Syria, Iran và nhiều nước trong khu vực cho biết máy bay không người lái của Israel đã phóng một số quả tên lửa vào tòa nhà lãnh sự nằm kề đại sứ quán Iran tại thủ đô Damascus của Syria. Cuộc không kích đã khiến ít nhất 8 người tử vong và một số người khác bị thương. Toàn bộ thương vong là những người có mặt bên trong tòa lãnh sự tại thời điểm cuộc không kích xảy ra. Truyền thông nhà nước Iran xác nhận chỉ huy cấp cao của lực lượng quốc thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, chuẩn tướng Mohammad Reza Rahedi cùng một số nhà ngoại giao nước này đã thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel vào tòa lãnh sự Iran ở thủ đô Damascus của Syria. Cho đến sáng ngày 2 tháng 4, giới chức Israel chưa đưa ra bình luận chính thức nào về vụ việc. Trong khi đó, truyền thông nước này sử dụng cụm từ cuộc không kích được cho là do Israel tiến hành khi đề cập cuộc tấn công. Nhà Trắng cho biết Israel sẽ xem xét mối lo ngại của Mỹ về kế hoạch tấn công Rafah, thành phố tại Gaza, có hơn 1 triệu dân thường đang trú ẩn. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Washington và Tel Aviv đã có những đóng góp mang tính xây dựng về Rafah trong 2 giờ đàm phán qua cầu truyền hình với sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Jack Sullivan. Tuyên bố từ Nhà Trắng cũng cho hay hai bên sẽ có các cuộc gặp trực tiếp vào đầu tuần tới. Rafah là thành phố miền nam dải Gaza, giáp với Ai Cập và có cửa khẩu sang nước này. Quân đội Israel tuyên bố tập trung tấn công Rafah để xóa sổ các tiểu đoàn còn sót lại của Hamas. Theo cơ quan y tế Gaza, chiến dịch quân sự của Israel nhằm trả đũa Hamas đã khiến gần 33.000 người thiệt mạng trong khu vực, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Nhiều dân thường đã sơ tán đến Rafah để tránh chiến sự.